Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Mickey Studio xin test combo sản phẩm micro BM800 và sao card XOX K10 cho anh Lê Vũ Thiện đến từ Sóc Trăng các bạn nhé. Và sau đây mình xin cắm cái dây live stream của bên mình và cái điện thoại mình đang quay các bạn nhé. Đây thì mình live trực tiếp bằng điện thoại. Alo. Vâng, lúc này chắc hẳn các bạn đã nghe thấy tiếng mình nói rồi đúng không ạ? Và sau đây mình xin test một ca khúc của Cao Tùng Anh. Đó là ca khúc Vừa Đi Vừa Khóc các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.